Miss Grand Cuba ngó lơ lệnh cấm đến Việt Nam thì Miss Charm của Mr. Nawaz vỗ mặt Miss Grand International bằng một hành động. Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp do Việt Nam đăng cai tổ chức, được khởi động từ năm 2020, song dính phải đại dịch Covid-19 nên đã bị trì hoãn cho đến năm 2023. Trong thời gian đó, nhiều thí sinh đã từ bỏ quyền tham dự và rút khỏi cuộc thi. Trong khi đó, những thí sinh thực sự tiềm năng và muốn được góp mặt thì lại không được tham dự vì một số lý do khách quan. Cụ thể, giám đốc điều hành của Miss Grand International, ông Nawaz, đã gửi thư kháng cáo đến các quốc gia có giấy phép Miss Grand International, không cho phép họ cử cựu thí sinh hoặc thí sinh Miss Grand International tham gia Miss Charm. Theo đó, loạt quốc gia vì để tránh phiền hà đã chấp nhận thỏa hiệp với yêu cầu của chủ tịch Miss Grand International, minh chứng là Á hậu ba Miss Grand Indonesia 2019, Jessica Odilia và Miss Grand Cuba 2019. Elaine Gonzalez đã được đề cử tham dự Miss Charm, nhưng rồi cũng phải từ bỏ vì hiện tại quốc gia này cũng đang có Á hậu năm đương nhiệm. Động thái này của ông Nawaz được cho là khống chế để bảo vệ quyền lực bản thân. Sau chung kết Miss Grand International 2022 vừa qua, cuộc thi tụt dốc không phanh với loạt drama và thông tin tiêu cực do nam chủ tịch vào miệng. Tuy nhiên mới đây, bất chấp sự cấm cản của ông Nawaz, một cựu hoa hậu đã có pha lách luật khiến vị chủ tịch muốn tụt huyết áp. Theo đó, thay vì làm thí sinh, Miss Grand Cuba bất ngờ trở thành giám đốc quốc gia cuộc thi do Việt Nam đăng cai tổ chức. Thông tin này được cô đăng tải trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Netizen cho rằng người bất ngờ nhất có lẽ là ông Nawaz, vì đây là nước đi mà ông không tính trước được. Xét khách quan thì thấy hành động cấm cản của ông chủ tịch Miss Grand International khá ích kỷ, vì chẳng khác nào rào chặn tương lai của những cô gái tiềm năng. Nếu họ đã không có cơ hội tại những sân chơi định hướng ban đầu, thì tại sao không thể tìm kiếm cơ hội mới chứ? Có thể thấy tuy gây nhiều tranh cãi, song không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà cuộc thi mang lại. Hơn hết, nếu so với đối thủ Miss Earth, cuộc thi có tuổi đời lâu hơn, thì Miss Grand International vẫn ghi điểm với fan sắc đẹp bởi sự đầu tư chỉnh chu từ khâu tổ chức đến mặt bằng chất lượng thí sinh. Trước đó, Hoa hậu Trái Đất từng nằm trong hệ thống Grand Slam, hệ thống ghi nhận các cuộc thi nhan sắc được tổ chức một cách quy mô chuyên nghiệp và có ảnh hưởng rộng lớn, và là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, theo bình chọn của chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauty. Tuy nhiên, những ồn ào gần đây khiến cuộc thi mất đi lượng khán giả đáng kể. Nhiều người dùng mạng còn kêu gọi tẩy chay cuộc thi khi cho rằng ban giám khảo yêu ái gà nhà các đại diện của Philippines. Bằng chứng là trong lịch sử hơn 20 năm của Hoa hậu Trái Đất, Philippines giữ kỷ lục cả về số lần đăng cai cuộc thi và số vương miện. 4 lần đăng quang vào năm 2008, 2014, 2015 và 2017. Năm 2012, nghi vấn mua giải của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất bùng nổ, tờ báo của Nga Komsomolskaya Pravda đăng phóng sự điều tra với clip ghi lại cảnh phóng viên giả danh là khách hàng để thương lượng với Lorraine Stubb, chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, về cái giá 4 triệu đô la Mỹ cho ngôi vị Hoa hậu. Đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bà Stubb sau đó đã lên tiếng giải thích đây là một sự hiểu lầm và những lời lẽ của bà bị bóp méo. Tuy nhiên, hình ảnh và sự uy tín của cuộc thi nhanh chóng xuống dốc không phanh trong mắt khán giả. Bên cạnh đó, cách tổ chức của Hoa hậu Trái Đất cũng khiến khán giả thất vọng. Năm 2018, hình ảnh thí sinh của cuộc thi ăn bớt bị đánh giá mất vệ sinh. Thí sinh của Hoa hậu Trái Đất từng công khai hình ảnh khẩu phần ăn nghèo nàn của họ và tố ban tổ chức không đảm bảo dinh dưỡng, điều kiện sống cho thí sinh. Theo Manila Times, thí sinh Hoa hậu Trái Đất đóng hơn 2.000 đô la Mỹ phí tham gia, nhưng chỉ được ngủ ở khách sạn 3 sao, chen chúc nhau trên tàu điện ngầm để di chuyển, tạo dáng chụp hình trước backdrop nhàu nát, cùng chất lượng sân khấu kém chất lượng. Vì những lẽ đó, dù gây tranh cãi phát ngôn hay thiên vị gà nhà, song Miss Grand International vẫn được đánh giá cao hơn Miss Earth.